Trong đấu la đại lục, tại cuộc chiến tại thành Gia Lăng Quan lần thứ 2, Đường Hạo như một vị thần xuất hiện, ngay lập tức đã đánh bại Kim Ngạc Đấu La và cứu nguy cho Đường Tam chỉ trong gang tấc. Phải biết rằng, nếu như đem ra so sánh, hai người có hồn hoàn y hệt nhau. Không chỉ vậy, Đường Hạo khi đó mới chỉ vừa đạt 97 cấp mà thôi, còn Kim Ngạc Đấu La, ông ta thực lực đã đạt tới 98 cấp đỉnh phong từ rất lâu rồi. Ấy vậy mà Đường Hạo lại đánh bại được Kim Ngạc Đấu La, điều này thật trái với lẽ thường tình. Và sở dĩ Đường Hạo làm được như vậy cũng bởi vì khi xưa ông đã được đường thần truyền lại cho tuyệt kỹ vô cùng đặc biệt, đó chính là Đại Tu Di Trì. Theo như lời của Đường Hạo, phương pháp tu luyện này mỗi đời chỉ có thể truyền lại cho một người. Đó chính là vào ngày người đó đột phá 90 cấp. Và sau khi phong hào, người này sẽ có được phong hào Hạo Thiên Đấu La cao nhất của Hạo Thiên Tông. Thế nhưng, lần này truyền lại cho Đường Tam lại là một trường hợp rất đặc biệt. Đường Hạo sau khi được sự đồng ý của tông chủ Đường Khiếu, ông đã trực tiếp truyền thụ lại tuyệt kỹ Đại Tu Di Trì cho Đường Tam và dạy cho con trai của mình một kỹ năng mạnh nhất trong đó. Kỹ năng này chính là Tạc Hoàn. Và điều đặc biệt nhất của kỹ năng này nằm ở chỗ, mỗi cái hồn hoàn đều có thể tiến hành một lần Tạc Hoàn. Sau khi Tạc Hoàn, lực lượng của hồn hoàn bạo phát, trong nháy mắt biến thành lực lượng của bản thân, dung nhập vào trong công kích, sinh ra lực lượng cường đại vượt xa lực lượng vốn có của bản thân mình. Hơn nữa, lúc tạc hoàn, phẩm chất của hồn hoàn càng cao thì hiệu quả đạt được càng lớn. Tuy vậy, để tạc hoàn, người sử dụng nó cần có tố chất cơ thể cực kỳ cứng cỏi. Hơn nữa, sau khi sử dụng, nó còn gây tổn thương tới cơ thể cực kỳ lớn. Còn một điều cấm kỵ, sau khi sử dụng một lần tạc hoàn, trong vòng 3 ngày, tất cả hồn hoàn đều biến mất, chỉ có hồn lực là còn tồn tại. Mà sau khi sử dụng một lần tạc hoàn, ít nhất phải 36 ngày sau mới có thể sử dụng một lần nữa. Nếu không, hồn hoàn sẽ bị phá hư, điều này là vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, Đường Tam lại là một người vô cùng nghịch thiên, tu luyện Đại Tu Di Trì với anh ấy chẳng có vấn đề gì hết. Và với sự thông minh của mình, mặc dù Đường Hạo chỉ truyền lại cho Đường Tam khẩu quyết, thế nhưng trải qua nhiều lần sinh tử chiến, cùng nhiều ngày ngẫm nghĩ, anh ấy cuối cùng cũng linh ngộ được Đại Tu Di Trì. Và lần đầu tiên Đường Tam sử dụng ra nó chính là cuộc chiến với Thiên Nhân Tuyết ở tại Tình Đấu Đại Sơn Lâm. Trong trận chiến đó, Đường Tam đã cùng với nàng đưa ra một cuộc đổ ước, hai người chỉ dùng quyền chứ không dùng tới thần khí. Cũng bởi điều này, ở lần đầu tiên sử dụng, Đường Tam mặc dù đã dùng ra Đại Tu Di Trì, thế nhưng năng lượng mà hắn quán chú vào lại chính là nắm đấm trên tay của mình. Có thể nói, trong trận chiến đó, trong lúc bạo tạc lần lượt 5 cái hồn hoàn đầu tiên trên võ hồn Lam Ngân Thảo, Đường Tam mặc dù vẫn bị Thiên Nhân Tuyết đánh bay, thế nhưng ngay cả nàng vẫn phải thừa nhận, lực lượng mà Đường Tam đánh ra lúc đó thậm chí đã đạt tới thần cấp. Đến khoảnh khắc cuối cùng, khi đòn thứ 6 phát động, Đường Tam đã liền lúc bạo tạc 3 cái hồn hoàn 6, 7 và 8, đem toàn bộ lực lượng vào trong một kích mạnh nhất. Và sau khi đánh ra, Đường Tam đã khiến Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn sợ hãi, khi lực lượng của hắn đánh ra giờ đây chính là thần cấp. Tuy vậy, đối mặt với thần chân chính, Đường Tam vẫn không thể chiến thắng được nàng. Tiếp theo, trận chiến vẫn chưa có dừng lại. Mặc dù đã nổ tung 8 cái hồn hoàn trên Lam Ngân Thảo, tuy vậy trong tay Đường Tam vẫn còn có Hạo Thiên Trì. Mặc dù cây búa mới chỉ có 8 hồn hoàn, thế nhưng năng lượng mà nó bạo phát còn kinh khủng hơn Lam Ngân Hoàng rất nhiều. Hơn nữa, Đường Tam còn phụ gia thêm vào đó chính là Tu La lĩnh vực. Bởi vậy, Hạo Thiên Trì lúc này cũng đã đạt tới lực lượng thần cấp. Và cũng nhờ sức mạnh ấy, dưới trạng thái người truy hợp nhất, Đường Tam sau khi bạo tạc cái hồn hoàn 10 vạn năm đầu tiên, với lực bổ tới 100 vạn cân, hắn đã đập bay Thiên Nhận Tuyết về phía sau. Không chỉ vậy, sau khi bạo tạc tới cái hồn hoàn thứ 7, Đường Tam lúc này đã đem lực lượng của Hạo Thiên Trì tăng lên gấp đôi. Sau khi đánh ra, nó còn khiến Thiên Sứ Thần phải dùng ra toàn lực mới có thể phòng ngự được. Kinh khủng nhất vẫn là cuối cùng, sau khi đánh ra 80 trùy, đến trùy thứ 81, Đường Tam đã kết hợp nó cùng năng lượng kinh khủng khi nổ tung hồn hoàn thứ 8, khiến Thanh Hạo Thiên Trì lúc này đã đạt tới cảnh giới thần khí. Sau đó, một kích đánh ra, Đường Tam đã phá nát đi lĩnh vực và thành công đẩy lùi một đoàn toàn lực của Thiên Nhận Tuyết. Và rồi cuối cùng, với một chút mưu mẹo, Đường Tam đã đưa Thiên Nhận Tuyết vào cuộc đổ ước. Với cuộc đổ ước này, bằng vào sự mạnh mẽ khi bạo tạc hồn hoàn thứ 9 trên võ hồn Lam Ngân Thảo, Đường Tam sau khi kết hợp nó cùng thủ pháp ám khí Quan Âm Hữu Lệ, hắn đã bắn xuyên tim của Thiên Nhận Tuyết, khiến vị Thiên Sứ Thần suýt chút nữa đã bỏ mạng. Chỉ nhiều đây thôi, Đường Tam đã cho chúng ta thấy sự ảo diệu cùng sức mạnh của kỹ năng tạc hoàn là đáng sợ như thế nào, đúng không các bạn?